Xin mời mọi người nghe giao lịch. Lịch Công giáo trong tuần. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thứ hai ngày 24, lễ Đức Maria Mẹ Giáo hội. Thứ ba ngày 25, Thánh Beda Linh Mục, Thánh Gregorio thứ bảy Giáo Hoàng, Thánh Maria Magdalena Vazio. Thứ tư ngày 26, Thánh Philip Neri lễ nhớ. Thứ năm ngày 27, Thánh Augustino Canturio giáo mục. Thứ sáu ngày 28, thứ bảy ngày 29, Chủ nhật ngày 30, Chủ nhật tuần tới, Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Và hôm nay Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là bổn mạng của ca đoàn Thánh Linh mừng 23 năm. Thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn, xin mọi người chúng ta góp ý cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn công việc của mỗi thành viên trong ca đoàn. Xin quý anh chị nào thích hát xin mời tham gia vào ca đoàn Thánh Linh, giáo xứ Thánh Helena, sinh hoạt tập hát vào thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ tối. Quý anh chị nào muốn tham gia xin gặp đoàn trưởng hoặc ca trưởng, xin cảm ơn. Và cũng xin thông báo những ai có con em 9 tuổi trở lên muốn tham gia vào các ca đoàn Thiên Thần, vào ca đoàn Thiên Thần, xin liên lạc với cô Ngọc Trần và Loan Đào, và số điện thoại là 267-283-6403. Ca đoàn Thiên Thần hát cho thánh lễ giới trẻ mỗi tháng một lần. Và cũng xin nhắc lại, nếu ai có con em từ 9 tuổi trở lên muốn tham gia vào ca đoàn Thiên Thần và xin liên lạc với cô Ngọc Trần, xin cảm ơn. Và Chủ nhật hàng tuần, nhà thờ có đặt mình Thánh Chúa lúc 2 giờ chiều tới 5 giờ và đúng 4 giờ tới 4 giờ 45 đọc chuỗi lòng thương xót Chúa bằng tiếng Việt. Và thứ hai, từ 8 giờ 30 tới 7 giờ cũng có đặt mình Thánh Chúa và đúng 7 giờ thánh lễ. Xin mọi người có thể đến được để xin cầu nguyện cho thế giới mau chấm dứt bệnh dịch. Xin cảm ơn. Và giờ đây xin mọi người chúng ta cùng đứng chuẩn bị thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày sinh nhật Giáo hội. Trong thánh lễ 9:30 hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2021, xin quý ông bà, anh chị em chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những ý chị đã xin trong thánh lễ hôm nay. Mỗi ý lễ xin sẽ có một thánh lễ dâng theo ý người xin. Hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ và soi sáng để mỗi tâm hồn chúng ta được dồi dào nguồn nước ơn thánh và được biến đổi theo hướng của Ngài để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội. Đặc biệt hôm nay là ngày bổn mạng Ca đoàn Thánh Linh. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban cho ca đoàn chúng ta được thêm sức mạnh, được xem sự khôn ngoan để phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn. Để cuối lễ chúng ta dâng được đẹp lòng Chúa, giờ để chúng ta cùng thông hối tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước Hòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa là Thiên Chúa, là
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh Hoa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con này xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuân đồ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bởi chức sách tông đồ công vụ, khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tụ một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đầu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra, thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào, tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mọi người trong chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ, nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có những người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa.
Kỳ công Chúa lẫy lừng khắp nơi, vạn vật do Chúa đã tạo tác nên, địa cầu đầy dẫy sinh linh bởi Ngài, biển khơi mênh mông sông sâu đất rộng, mọi vật trần gian vui vầy sống trong tình Chúa thương. Xin sai thành thánh Chúa đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong kho tàng văn chương Việt Nam có một câu ca dao, đó là câu xin con rồi mới xin cha, xin cháu giữ nhà rồi mới xin ông. Câu ca dao trên nghe có vẻ là nghịch lý, nhưng khi phân biệt cách dùng bốn lần khác nhau của cùng một động từ xin trong câu này với hai ý nghĩa khác nhau, sẽ thấy câu ca dao này có ý nghĩa rất là thâm thúy. Động từ xin trong cụm từ xin con, xin cháu có nghĩa là xin đẻ hay xin nợ. Động từ xin trong cụm từ xin cha, xin ông có nghĩa là trở nên hay trở thành. Thí dụ, có một anh đó tên là A. Lúc chưa sinh ra, nghĩa là chưa có con, thì không được gọi là cha vì chưa có con. Khi anh A có con rồi, thì mới trở thành cha. Đó chính là sinh con hay có con, rồi mới sinh cha hay trở thành cha. Nhưng anh A cũng chỉ mới được làm cha, chưa được làm ông. Chỉ khi nào con của anh A có con, anh A mới trở thành ông của cháu anh, tức là con của con anh. Đó chính là xin cháu, hay có cháu trước rồi. Và 1.28 tỷ người Công giáo. Đó là nghĩa thứ nhất của động từ xin khi dùng cho giáo hội. Nghĩa thứ hai của động từ xin chúng ta tìm được trong Cựu Ước. Động từ xin dùng trong câu chuyện tạo dựng con người khi nội dung trình thuật trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 là Thiên Chúa lấy bùn đất nắng hình hài Adam, thổi hơi vào mũi và Adam trở thành con người sống động. Như vậy Thiên Chúa sinh ra hay tạo dựng con người bằng chính hơi thở của mình. Nói một cách khác là con người được sinh ra bằng bàn tay và hơi thở của Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Tin Mừng Thánh Luca với biến cố truyền tin nơi chương 1 câu 30-38, Đức Maria thưa với thiên thần Gabriel: điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Thiên thần đáp lại: Thánh thần sẽ đến trên bà, và quyền năng đấng tối cao trên người bao trùm bà. Bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Đây cũng là điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Vậy con Thiên Chúa là Chúa Giêsu xuống thế làm người, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria qua phép Chúa Thánh Thần. Đây là ý nghĩa thứ ba của động từ sinh ra, sinh. Cũng trong trình thuật của bài đọc một trong sách Tông đồ Công vụ hôm nay, đề cập đến sinh nhật hay ngày sinh của giáo hội là thân thể của Chúa Giêsu. Chính là lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần qua những dấu hiệu làn gió thổi đến và ngọn lửa bùng sáng lên. Qua dấu hiệu của các tiếng lạ, trong điều kiện đó giáo hội được loan truyền đi khắp nơi
cùng được chấp nhận bằng những ngôn ngữ khác nhau. Vậy, giáo hội khai sinh hay chào đời trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống? Đây cũng là ý nghĩa thứ tư của động từ sinh. Giáo hội do Thiên Chúa thiết lập khi Chúa Giêsu chọn Phêrô là tảng đá xây dựng hội thánh của Ngài, với 12 ông đánh cá quê mùa ít học, nhận được ơn nói được nhiều thứ tiếng là ơn của Thánh Thần loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Trái với nhân loại thời tổ phụ Noel, do kiêu ngạo muốn thách thức Thiên Chúa đã xây tháp Babel và đã chia rẽ thành nhiều dân tộc nói các thứ tiếng khác nhau, thì hôm nay, chính Thánh Thần đã hiệp nhất các dân tộc để cùng tuyên xưng một đức tin. Trong thời sơ khai của giáo hội, Thánh Thần đã tác động để biến đổi các tông đồ từ tình trạng nhút nhát, sợ hãi, trở nên can đảm và công khai làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt đám đông. Từ tình trạng kém hiểu biết lời Chúa trở nên khôn ngoan, hiểu rõ mọi điều Chúa đã truyền dạy trước đó. Từ tình trạng mơ ước trần tục mong được ngồi bên tả bên hữu Chúa trở thành nhiệt thành, vô vị lợi, yêu mến Chúa và tràn đầy niềm vui hy vọng. Như vậy, giáo hội Công giáo của Chúa không phải là sản phẩm của loài người hay là của một trào lưu xu hướng thời đại nào, cũng không có giới hạn trong khoảng thời gian nào. Chúa Thánh Thần, đấng khai sinh cùng nuôi dưỡng giáo hội Chúa hằng tuôn đổ mới làm tươi trẻ trong dòng lịch sử thời gian công trình Ngài đã sáng lập và tạo thành qua bảy ân đức căn bản cho đời sống: ơn khôn ngoan, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông hiểu, ơn suy biến, ơn đạo đức và ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Chính Thiên Chúa qua sức mạnh Chúa Thánh Thần thiết lập hay sinh ra giáo hội trong dòng lịch sử của loài người chúng ta. Là con người, chúng ta có ngày mở mắt chào đời, là ngày sinh nhật. Ngày đó được ghi lại trên tấm giấy khai sinh, tên, họ, ngày tháng năm sinh, tên cha, mẹ, quê quán, nơi chốn sinh ra. Hội đoàn, tổ chức, đạo và đời, hay là một quốc gia nào trong xã hội cũng có ngày sinh hay ngày thành lập đất nước. Chúng ta có giấy khai sinh, gia nhập giáo hội Chúa không? Thưa có. Dấu ấn bí tích rửa tội, ghi khắc trong tâm hồn người được rửa tội, là tờ khai sinh nhập gia nhập đạo Công giáo. Đây là tờ giấy tái sinh hay sinh ra theo nghĩa thứ tư bởi nước và Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã trả lời ông Nicodemus: không ai được vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra trong nước và Chúa Thánh Thần. Khi ông Nicodemus hỏi làm sao sinh ra được khi con người đã lớn lên, đây là cách tái sinh thứ tư. Nhà xứ nào cũng có sổ rửa tội. Trong cuốn sổ đó, lần nữa, ngày tháng năm tái sinh, nơi tái sinh hay là rửa tội, cùng tên cha mẹ của em bé hay tên tòng, tên cha mẹ ở đâu, ngày tháng năm rửa tội được ghi lại, để khi cử hành bí tích hôn phối, lập gia đình, khi có người chịu chức thánh trong giáo hội, khi có ai khấn dòng, khi được nhận lãnh các bí tích khác, khi một ai đó được giáo hội phong lên làm bậc hiển thánh, người ta truy tìm lại sổ rửa tội để truy tìm nguồn gốc. Cuốn sổ rửa tội trong giáo hội là giấy chứng minh, là một bằng chứng lịch sử. Như vậy, sổ rửa tội là giấy khai sinh trong đạo Công giáo, mà cũng là giấy khai sinh của công dân nước Thiên Chúa trên trời. Kể từ khi Chúa Giêsu về trời cho đến nay, Chúa Thánh Thần hằng hiện diện trong cuộc sống con người bằng nhiều danh hiệu khác nhau: đấng soi sáng, đấng ủy lạo, đấng an ủi, làm cho giáo hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo giáo hội, Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân, Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ.
Ngài thánh hóa bánh rượu để trở nên mình và mẫu Chúa Giê-xu. Và quyền tha tội được ghi trong bài phúc âm hôm nay khi Chúa Giê-xu phán: Các con hãy nhận lấy thánh thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Lễ hiện xuống không chỉ là ngày khai sinh giáo hội, mà lễ hiện xuống vẫn còn tiếp diễn, nghĩa là Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong lòng giáo hội. Nhìn lại lịch sử với những thăng trầm, với những sóng gió, với những bóng tối của giáo hội, đôi lúc người ta tưởng giáo hội đã tàn lụi, người ta tưởng thế gian đã chiến thắng, giáo hội của Chúa sẽ tan rã thê lương. Có những lúc kẻ cường quyền đã đè bẹp giáo hội bằng những sắc chỉ cấm đạo, bằng những án tử hình ghê rợn. Nhưng bạo Chúa nào rồi cũng qua đi, giáo hội vẫn tồn tại. Có những lúc giáo hội đi vào những khúc quanh đen tối của dòng lịch sử, khi mà thế quyền hay chính quyền sai khiến điều khiển giáo hội. Thế nhưng triều đại nào rồi cũng qua đi, bàn tay Thiên Chúa vẫn dẫn dắt giáo hội theo thánh ý Chúa. Có những lúc giáo hội tưởng như đã sụp đổ, khi người điều hành giáo hội lại sống thiếu bổn phận, gây chia rẽ. Và ngay khi cả thành viên hay thân thể của giáo hội, bao gồm những con người bất toàn là chúng ta, nhưng giáo hội vượt qua những khủng hoảng, vì giáo hội được sinh ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin Ngài giúp chúng ta nhận được những đặc ân hay tài năng của mỗi người là do Chúa Thánh Thần ban để phục vụ lẫn nhau. Sự hiện diện của các ban và hội đoàn trong giáo xứ chính là hoa trái của Thánh Thần, với lý do tồn tại là để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, với mục đích duy nhất và trên hết là làm sáng danh Chúa và mang lại ơn cứu rỗi cho con người. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn mở rộng lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài luôn soi sáng, thánh hóa, thêm sức và thanh luyện, giúp chúng ta từ bỏ những tham vọng vị kỷ của con người, để qua và trong các hội đoàn, cộng đoàn, nơi gia đình, chúng ta được sống hiệp thông và hiệp nhất với nhau trong cùng một giáo hội, với Chúa Giê-xu là đầu và mỗi người chúng ta là chi thể trong thân thể huyền nhiệm của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân bộ mặt trái đất và từng tâm hồn của mỗi người chúng con, để chúng con được hiệp nhất, cùng nhau nên một trong Chúa và trong giáo hội của Ngài. Amen. Thank you.
đèn xuôi nguồn thông minh với ân huệ. Đời con như nữ thần hôn mê giữa cuộc đời và nếu hiếm đi một mình con khóc bước bơ mi thầm buồn dành sẵn để cho ngài không còn một chỗ để cho ai ngài đến như ánh sương mai. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội nhân hồng ân cao cả là thần khí và bánh bơi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tăng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bơi trời ban sinh lực giúp cho người thế đặt tôi ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trọng kính Đức ông, kính thưa cha Brink, quý thầy, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày lễ mừng bổn mạng và kỷ niệm 23 năm thành lập Ca đoàn Thánh Linh. Con xin đại diện cộng đoàn hân hoan gửi lời chúc mừng Ca đoàn Thánh Linh. Xin quý ông bà, chị em cho một tràng vỗ tay thật lớn. Trước hết, con xin hết lòng tri ân đến các anh ca trưởng, hội trưởng, các ca viên, các em nhạc công đã đem tài năng của mình và thì giờ đến phục vụ cộng đoàn trong các thánh lễ, đặc biệt là những cố gắng hy sinh tập dượt không ngừng, nâng cao thánh nhạc, ca tụng Thiên Chúa, giúp giáo dân sốt sắng cầu nguyện trong thánh lễ. Xin Chúa và mẹ Maria trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành xuống trên mỗi thành viên và gia đình, để ca đoàn luôn hăng say phục vụ bằng hết khả năng. Thank you.